Dạ, Tài Nghĩa xin gửi lời chào đến tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn, cũng như là tất cả các bạn nhỏ đang ngồi ở dưới kia, đang ngồi dưới đất kia. Xin chào tất cả mọi người có mặt trong buổi tối ngày hôm nay tại Mộc Châu. Quý vị, có lẽ là chúng tôi không phải giới thiệu nhiều nữa, anh cũng đã tự nói rồi, anh Đại Nghĩa, tên thật là Đại Nghĩa. Dạ đúng rồi, đó là cái tên cúng cơm tên cha sinh mẹ đẻ từ đó đến giờ. Và nhiều người cũng tưởng là đây là một cái nghệ danh, cũng hỏi rằng là tên thiệt là gì. Nói không có, tại vì ba mẹ đặt ra thấy cái tên coi cũng được, nghe cũng hay, cũng xuôi tai, cho nên lấy đó làm nghệ danh luôn, chứ không có đặt một cái tên nào khác. Cảm ơn anh Đại Nghĩa đã về với Công nghiệp Mộc Châu, về với lễ hội khí cầu quốc tế Mộc Châu lần thứ 2 2019. Chúng em đã được biết đến tên tuổi và hình ảnh của anh rất nhiều trên sóng truyền hình, đặc biệt là một MC rất là được yêu mến trong chương trình Gương Mặt Thân Quen. Ở trước đó thì anh cũng đã từng là một MC, một ca sĩ, một diễn viên kịch, một diễn phim truyền hình đúng không ạ? Trời ơi, đâu có nhiều chức danh như vậy. Và thật ra thưa tất cả quý vị, Đại Nghĩa vốn xuất thân ở trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi tốt nghiệp ra trường thì hoạt động với vai trò chính là diễn viên trên sân khấu kịch, và hoạt động cũng mười mấy năm trên sân khấu kịch của EDCAP. Và hiện tại vẫn còn tiếp tục diễn kịch nữa thưa quý vị. Nhưng mà cái duyên nó đưa đẩy, nó dung rủi, thành ra là mình đến với cái con đường trở thành người dẫn chương trình. Và tại vì cái tần suất mà xuất hiện trên TV nó cũng nhiều, và với lại những chương trình mà phát sóng rộng rãi thì tất cả mọi người chúng ta đều có thể coi được khắp nơi trên cả nước. Ví dụ như ở Mộc Châu đây thì cũng có rất là nhiều quý vị khán giả cũng xem những chương trình mà Đại Nghĩa làm, cho nên hôm nay khi đến với Mộc Châu mọi người cũng nhận ra ngay. Đó, chính vì thế mọi người lại nghĩ rằng Đại Nghĩa là MC nhiều hơn, chứ thật ra vẫn giữ đúng cái vai trò của mình, vẫn thích mọi người gọi mình là một diễn viên. Rồi MC đó là một cái công việc mà sau này mình lớn sân qua thôi. Xin được cảm ơn anh Đại Nghĩa, và đây có lẽ là lần đầu tiên anh đến với Mộc Châu. Và sáng ngày hôm nay thì anh đã được trải nghiệm bay, đúng không ạ? Anh cảm nhận thế nào về Mộc Châu và con người Mộc Châu ạ? Thật ra Đại Nghĩa đến với Mộc Châu từ đêm qua, chiều hôm qua là đáp máy bay xuống Hà Nội, rồi từ Hà Nội đến với Mộc Châu lúc đó đã 11 giờ đêm. Tại vì đó đến giờ nghe Mộc Châu, biết Mộc Châu nhiều nhưng mà là qua hình ảnh, qua sách báo, qua thơ văn. Hồi nhỏ đi học thì học cái bài thơ Tây Tiến thì mình có biết, mình có nghe đến thôi. Chứ hôm qua trên đường đi á, xong tới nơi sáng nay nhiều anh em hỏi, ủa ngày hôm qua trên đường đi thấy hoa ban rồi đẹp không, hoa cải đẹp không, thấy nhiều cái cảnh đẹp của Mộc Châu không, thì em chỉ trả lời gọn có một câu thôi, dạ nguyên ngày hôm qua em thấy Mộc Châu đen thùi. Dạ thiệt, ngồi trên xe từ 5 giờ chiều đến đây là 11 giờ đêm quý vị, em không thấy cái gì khác trơn trọi ngoài màu đen. Và có những cái đoạn đường đèo đi ngang qua đó sương mù văng mờ vậy nè, mình rất là sợ. Mà nó trời, cái anh bác tài anh cũng giỏi quá, tay lái anh cứng lắm, anh mới có thể đưa một cái chuyến xe đi qua những cái đoạn đường nó khúc khuỷu, nó gập ghềnh như thế, thì không có biết Mộc Châu ra sao hết. Thì sáng nay cũng đến đây để tham dự lễ hội khí cầu quốc tế lần thứ 2 tổ chức tại Mộc Châu, thì lúc đó mới biết được là ở đây Mộc Châu có một cái quảng trường lớn như thế này đó. Rồi có nhiều những bạn trẻ, đặc biệt là những bạn học sinh, rồi mặc đồng phục, rồi mặc những trang phục của người dân tộc cũng có nữa, tạo thành một cái bảng màu rất là đẹp. Một cái bảng màu mà nó hài hòa đủ các màu sắc, nó rực rỡ vào một cái buổi sáng như thế, thì đó là cái ấn tượng đầu tiên. Và sau khi leo lên được cái khinh khí cầu ngồi, khinh khí cầu bay lên, và lúc đó cái cảm xúc của em là rung thưa quý vị. Rung, vốn không phải là cái người sợ độ cao, nhưng mà trong một phút có làm một cái éo cái lên tới trên đó đó. Lên tới trên đó dòm xuống đòi đó coi sao ai nấy, mới đó bằng mình mà bây giờ dòm lại còn có chút ép à, như con kiến vậy đó. Thì nó rung là cái giây phút đầu là như thế, nhưng sau đó thì nó sướng lắm, nó đã ghê lắm. Lễ hội của mình vẫn còn mấy ngày lận phải không em? 3 ngày. Cho nên là nếu như mà ai chưa có cái trải nghiệm đó thì chúng ta thử một lần xem sao. Dạ, chắc chắn đó sẽ là những cái giây phút mà mình sẽ khó quên, là bởi vì ngày nhỏ đó chúng ta đã xem rất nhiều bộ phim hoạt hình, hoặc là đọc những câu chuyện tranh, hoặc là trong cái trí tưởng tượng của trẻ con khi thấy những chùm bóng bay, mình cứ ước ao rằng cái chùm bóng bay đó nó có thể nó kéo mình bay lên trời cao kia. Thì hôm nay ở đây ngay tại Mộc Châu này, Đại Nghĩa lần đầu tiên được trải nghiệm thực tế với một quả bóng bóng khổng lồ như vậy và kéo mình bay lên. Khi mình bay lên cao, mình nhìn xuống, mình mới thấy Mộc Châu đẹp đến như thế nào. Những cái triền đồi, những cái triền núi, những cái hàng cây, ngọn cỏ, rồi những cái bụi hoa rất là đẹp, nhìn từ trên cao nhìn xuống. Dĩ nhiên không phải là cao quá, nếu cao quá thì không còn thấy cái gì nữa rồi. Ở một cái độ cao vừa đủ để chúng ta quan sát, chúng ta nhìn ngắm thì mới thấy Mộc Châu thật là xinh đẹp. Và chiều hôm nay khi mà Đại Nghĩa có một khoảng thời gian từ trưa cho tới chiều á, bắt đầu đi thăm thú nhiều nơi. Đi đến vườn dâu Jimmy. Mọi người có đến đó chưa ạ? Đến đó uống sữa, đạp xe đạp,
cũng đạp xe đạp vòng vòng quanh hồ, rồi uống sữa, rồi ăn trái cây, rồi sau đó đi một vài điểm khác nữa, trong đó có đi hang dơi. Mới chiều tối này nè là có ghé hang dơi, còn trước đó là một vài điểm khác nữa cũng tham quan những cái nơi của Mộc Châu để biết Mộc Châu đẹp như thế nào. Và điều mà Đại Nghĩa rất là ấn tượng đó, bởi vì Mộc Châu là một cái nơi mà có những cái cảnh quan thiên nhiên nó hùng vĩ, nó đẹp như thế, và khí hậu thì tuyệt vời nữa. Người Sài Gòn ở dưới kia bây giờ nóng lắm quý vị. Mấy bữa nay ở dưới Sài Gòn là nóng như đổ lửa, lên đây nó mát mẻ, tự nhiên cái da mặt nó mịn, nó đẹp hẳn ra. Dạ. Chưa đến đây nhìn người dân, đặc biệt là các cô thiếu nữ, ai cũng đẹp, ai cũng xinh cả. Anh có biết lý do là phụ nữ ở Mộc Châu rất là đẹp không? Lý do chính là các bạn được uống sữa Mộc Châu. Uống sữa Mộc Châu hả? Cho nên bây giờ muốn đẹp là phải uống sữa hả? Uống sữa của Mộc Châu. Thảo Nguyên Xanh và sữa mát lành. Và em thì cảm thấy rất là ghen tị với anh. Ghen tị thứ nhất ấy, cũng là MC, nhưng mà em chỉ được thực hiện ở bản thôi, còn anh lên tận truyền hình. Và ghen tị thứ hai là em sinh ra và lớn lên ở đây nhưng chưa được nhìn Mộc Châu từ trên cao, mà anh lần đầu tiên đến đây anh đã được nhìn thấy rồi. Ngày mai em bay liền đi em. À, em cũng được ekip là khuyến khích là nên bay tự do để khám phá cái vẻ đẹp của cao nguyên Mộc Châu. Nhưng mà em lấy lý do là bị bệnh tim, không dám bay lên. Nhưng mà lý do thực sự thì ai cũng biết. Bây giờ thực sự thì ai cũng biết. Quay lại trở lại với sự nghiệp của anh Đại Nghĩa đi. Anh tham gia vào rất là nhiều những sân khấu dành cho thiếu nhi đúng không? Và chúng em biết là anh tham gia vào cái vai diễn có lẽ là để đời, đó là con cá... Cá mặt ngu. Cá mặt ngu. Vâng ạ. Anh Đại Nghĩa đã từng là vai con cá mặt ngu. Vâng, không hiểu lý do là tại sao anh được chọn cái đóng cái vai này ạ. Mà không biết ở đây bây giờ, không biết là cái thế hệ khán giả cỡ tuổi của Đại Nghĩa hoặc là nhỏ hơn một tí có từng xem qua cái vai diễn này chưa thì mình nói họ mới hiểu được. Mọi người đã từng xem qua vai đó chưa ạ? Có, đúng không? Bọn có em... chưa ạ? Dạ, tức là cũng có một số người đã xem rồi, nhưng mà cũng có một số chưa xem. Đặc biệt là với những cái thế hệ mà trẻ trẻ sau này mới chừng mười mấy thì không biết có từng xem qua hay chưa. Nhưng mà cái thế hệ mà chắc chừng bây giờ là ở tầm tuổi 20 mấy hoặc là 30 mấy á, thì là vào cái thời điểm đó là chắc có từng xem qua rất là nhiều những cái vai diễn của Đại Nghĩa trong cái chuỗi series kịch Ngày Sửa Ngày Xưa. Thì như em vừa mới nói đó, đỉnh điểm là cái vai cá mặt ngu trong cái vở Na Tra Đại Náo Thủy Cung. Thì mọi người có thể về lên YouTube search để xem lại cái vở diễn này, bởi vì đây là một cái vở diễn cũng rất là hay. Và thật sự mà nói phải cảm ơn cái vai diễn này, bởi vì nhờ cái vai cá mặt ngu thì khán giả khắp nơi mới biết đến Đại Nghĩa nhiều hơn. Đó là vào khoảng năm 2006-07 á, thì lúc đó là cái vở diễn này ra đời. Thì cái vai cá mặt ngu là một cái sự tình cờ thôi. Lúc đó là người tác giả của cái vở diễn này là diễn viên Thanh Phương, cùng với đạo diễn là anh Vũ Minh cũng như là anh Thành Lộc, trong một buổi tối đi ăn sau đêm diễn á, vào trong một cái nhà hàng ăn. Thì trong nhà hàng nó có để những cái hải sản, thì trong đó có một cái hồ để tên là con cá mặt quỷ. Con cá mặt quỷ nó xấu lắm. Thật ra nghĩ cũng chưa bao giờ nghe ăn nó cho nên không có biết. Nhưng mà mọi người nói nhìn nó bên ngoài nó xù xì như một cái cục đá vậy nè. Nhìn nó rêu phong bám đầy. Nhưng mà người ta nói là lột cái lớp da đó ra thì bên trong cái thịt con cá nó ăn rất là ngon. Đó, thì con cá tên là cá mặt quỷ. Thì lúc đó Thanh Phương với anh Vũ Minh với anh Thành Lộc, tự nhiên nhìn cá mặt quỷ đó không biết sao tự nhiên liên tưởng tới anh. Nói chứ dòm con cá này giống Đại Nghĩa quá. Thôi mấy bây giờ mình về mình viết một cái vai trong cái vở sắp tới này, là cái vở Na Tra Đại Náo Thủy Cung. Viết một cái vai là cá mặt quỷ đi. Nhưng mà giờ viết con cá mặt quỷ thì sợ Nghĩa nó buồn. Nó là bất công, tự nhiên nói nó xấu như quỷ. Nói như vậy sợ nó tự ái nó buồn. Thôi giờ từ con cá mặt quỷ đi, mình chuyển thành con cá mặt ngu. Đó, cái lý do nó đơn giản vậy thôi đó. Nhưng mà từ một cái vai diễn trong một cái sự tình cờ như thế thì nó là một cái bước đệm, một cái bàn đạp để giúp cho Đại Nghĩa đến gần với khán giả hơn. Và đến tận ngày hôm nay giống như là em cũng như là nhiều khán giả khác cũng vẫn nhắc Đại Nghĩa với cái vai con cá mặt ngu thôi. Chúng em thực sự là cũng rất là ngưỡng mộ với khả năng diễn kịch rất là dí dỏm và dẫn chương trình vô cùng tài ba trong cái chương trình Gương Mặt Thân Quen. Và hy vọng rằng lần này đến với Mộc Châu sẽ để lại rất là nhiều ấn tượng trong anh. Và trong cái đêm nhạc giai điệu tình yêu nhân ngày lễ tình yêu, anh có muốn chia sẻ điều gì với tất cả mọi người không ạ? Đến với đêm nay là một cái đêm rất đặc biệt, ngày lễ tình yêu. Ở đây chắc chắn là có những cặp đôi đang yêu nhau, những cặp đã yêu nhau, những cặp đang mon men sắp sửa yêu nhau. Đó, cái dòng mà trời ơi, mà trời lạnh lạnh vậy nè ha. Đó, dắt tay nhau ra quảng trường này để coi kinh khí cầu này kia, dễ nói những cái lời mà mình giấu kín trong lòng bấy lâu nay lắm. Thì thôi, ai cũng được, sắp yêu, đang yêu hay đã yêu, thì chúng ta hãy cứ tiếp tục cho cái tình yêu của mình nó được thăng hoa, nó được đẹp hơn nữa. Mỗi một năm thì chúng ta có một cái ngày này, coi như là một cái ngày để kỷ niệm
tình yêu dành cho những đôi lứa. Nhưng mà nếu như chúng ta biến mỗi ngày đều trở thành ngày lễ tình yêu thì cái tình yêu của chúng ta nó sẽ vô cùng tuyệt vời. Và chúc cho tất cả mọi người sẽ có 365 ngày lễ tình yêu trong một năm nha. Cảm ơn tất cả mọi người rất một là nhiều. Một tràng vỗ tay cho đại nghĩa đi ạ. Cảm ơn những chia sẻ của anh. Và chúc anh cũng 365 ngày, ngày nào cũng là ngày lễ tình yêu. Cảm ơn em. Dạ, đại nghĩa xin chào tất cả quý vị. Chúng ta sẽ gặp lại đại nghĩa trong những chương trình sau.